Chào tất cả các bạn thủ nha. Quay trở lại video ngày hôm nay. Video hôm nay là video ngày 25 nha anh em. 26 rồi hả? Chào tất cả các bạn thủ nha. Quay trở lại video ngày hôm nay. Video ngày 26 tháng 11. Video làm tổng cộng lên cho mình có 24 mẫu cần nha. Em giới thiệu sơ lược cho mình trước. Bên em là hàng toàn Nhật Bản nha, hàng đã có sử dụng. Anh em chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp duy 0923 534779. Tất cả mặt hàng đây là hàng Nhật Bản có sử dụng nha anh em. Có những mẫu cần như thế này, ISO nha. ISO thì có độ dài cần từ 3m9 đến là 5m4. Cứng 2, cứng 3 đầy đủ nha. Có những con gì trong này. Chỉ trong thì có những dòng là cần rút và cần hai khúc. Có một con gì trong cần lục nha. Lục sạm đầy qua nội địa Nhật. Cần lưu thì em có những dòng như là hai khúc cắm gốc này. Cắm gốc nha. Cần tay thì em có những dòng là độ dài cần từ 4m5 nha. Đến 8m1 cho mình. Dòng DIA Plus phơ kim cương. Sẽ lên từ từ nha. Cần lục thì em có những dòng cần rút này. Đánh ba tiêu. Có một con cần lục 3 khúc của dòng Alpha nha nên. Alpha Taco này. 4m230. Thì giá thành rẻ thôi. Một số cần 2 khúc 3 khúc chuyên dụng công ngâm đan xe đánh biển cho mình nha. Một con cần một khúc dạy cái đai câu bè. Thì những cái dòng này hàng toàn hàng tây anh em, hàng về rất là đẹp. Thì hàng bên đây thì cập nhật liên tục, anh em xem video á cho em được đăng ký bật thông báo để nhận video tiếp theo lên. Em lên thì anh em có nhận thông báo sớm nhất và mình vào tham khảo nha, mẫu cần và máy bên em. Rồi, mã số 1 thì em sẽ lên cho mình một con cần ISO nha, một con ISO khoen nhỏ trước. Đây, con này có dòng là C như này, rất đẹp. Con này có độ dài của cần là 3m9 nha anh em, độ cứng 1 3m9. Con này là dòng phai carbon, phôi carbon xoắn hai da. Hàng của mình là hàng nội địa Nhật nha. Đây dòng Shimano cho nên có hơi xước cho mình một xíu. Này, nó xước cái bên này nha. Còn cái chỗ này thì là chỉ nha anh em, nó quét keo nó bị chóc cái miếng keo á. Đây, cũng không ảnh hưởng gì đâu. Pad Fuji Stylus LF6, độ cứng 1 thế là mình đánh cảm giác thôi. Dàn khoen con này là dàn khoen full xích nha. Dàn khoen full xích có line cho mình là cái double Fuji này, xứ xám. Cái ngọn con này thì em đo cho mình là ngọn con này tầm khoảng 1 ly thôi. Ngọn này kèm bốn khoen chạy đều là khoen full xích hết. Những con này thì dạng là ngọn cái là ngọn đặc nha. Đây ngọn đặc, ngọn tháp này, khúc tháp cho mình nha. Con này ngọn là long phụng như này, con này trừ cái lóng ngọn ra, còn tất cả các lóng còn lại này đều sẽ có định vị này, định vị lóng nha. Này, định vị khoen như mình thế này, định vị khoen phôi cả bao xoắn hay da hết. Shimano cái dòng thế là mình đánh cảm giác thôi. Đây có định vị khoen như này, khoen full xích hết. Thì con này thì cũng nó bị hạ ngọn tầm khoảng vào hụt một xíu như này, 3m9. Thì em đo tầm khoảng còn hiện tại là còn tầm khoảng 3m8 mấy, 8m3, tầm hụt cho mình tầm mấy cm thôi. Cũng không ảnh hưởng gì nha, báo rõ tình trạng trước. Trọng lượng con này chỉ có 100g, ngọn 0.8 ly, mã số 1 giá 700 ngàn. Mã số 2 sẽ có cho mình một con cần ISO của dòng C luôn nha. Ở đây thì có 4 con C, C thì mấy con nội địa với con xuất như này. Đó, có ISO khoen nhỏ của dòng Shimano. Con này khoen Pad Fuji xứ xám. Độ dài con này là 5m3, độ cứng 2 của dòng Alivio. Con này hàng China xuất thị trường Nhật, nó sẽ có mã code này. Tem vàng đầy đủ nha. Shimano thì nó rất là nhiều nhà máy như này, Malay, Indo, Korea, China đầy đủ này. Pad Fuji F6. Khoen Fuji xứ xám. Con này ngọn có cần thì em đo cho mình là ngọn 1.5 ly ạ. Đây, ngọn 1.5 ly. Ngọn con này đi kèm cho mình có 4 khoen chạy nha. Đây, 1 2 3 4 khoen chạy cho mình này. Phôi con này là phôi carbon như này, carbon xoắn vân. Tình trạng thì có xây xước, nó rơi cho mình tầm khoảng vào 90% á. Những dòng này hạ tay thì nó cũng rơi cho mình tầm khoảng vào 3.5H nha. Tình trạng có xây xước, khoen Pad Fuji Shimano ạ. Đây, khoen Fuji nha. Khoen còn đẹp, 5m3, độ cứng 2. Con này trọng lượng của nó là 210g, ngọn 1.5 ly, mã số 2. Giá con này là 650 ngàn. Tình trạng còn ok nha. Câu đơn câu đài là được cho mình. Rồi mã số 3 thì em sẽ có cho mình một con người ISO của dòng C luôn nha. Con này cũng là của Shimano. Con này thì Shimano này là hàng Korea nha, Korea xuất thị trường Nhật này. Độ dài con này là 5m4, độ cứng 3, cần carbon holiday đây. Đây có mã code đầy đủ nha. Xuất Nhật có tem vàng đầy đủ cho mình. Tay cầm con này thì có ok nha. Cái nắp chụp thì nó bị xúc ra. Nắp chụp thì nó bị lỏng như này. Xíu cho mình này. Rồi ok nha, không ảnh hưởng gì. Rồi Pad Fuji F7, dàn khoen là dàn khoen Fuji lõi xe đá xám, con này độ cứng 3. Anh em về hạ tay con này cứng tầm khoảng 4-5H cho mình nha. Ngọn cần thì em đo cho mình là ngọn cần tầm khoảng 1.5 ly. Ngọn đi kèm cho mình có 3 khoen chạy này, 1 2 3 khoen chạy nha. Phôi cần là phôi carbon xoắn vân. Đây tình trạng thế này. Đây cũng còn đẹp nha. Con này hầu như không có xây xước gì lắm. Những dòng thích hợp cho mình câu đơn câu đài, cái gốc của nó thì có xước dăm thôi. Nó xước một bên nha, giải xước dâm, xước lông mèo á, còn không ảnh hưởng gì. Tình trạng cái như thế này nha, cần có được đẹp này. Khoen Pad Fuji 5m4 độ cứng 3 ISO, hạ tay tầm khoảng 4-5H, hàng Korea.
Trọng lượng con này là 290g, ngọn 1.5, mã số 3, giá con này là 900.000 như này. Mã số 4 thì có cho mình cần dây trong nha. Em có cho mình 3 con cần dây trong. Mã số 4 là mới cần dây trong của dòng C luôn, Shimano nha này. Con này có dòng là Shimano Apeto. Con này hàng của mình là hàng Indo xuất thị trường Nhật, nó sẽ có cái mã code này. Tem vàng đầy đủ nha. Độ dài con này là 5m2, đi kèm cho mình là 5 lóng, độ cứng 1.5. Tính theo cần mà cần câu đài á, nó rơi cho mình tầm khoảng vào 3H thôi. Ở tình trạng như thế này. Shimano. Phát là phát Fuji F6. Con này khoen đề ba, con này khoen full shift nha. Cho mình xem ngọn con này. Ngọn nó tương đối lớn, những cái dòng dây trong thì ngọn rất là lớn. Ngọn con này là ngọn 2.8 ly. Đây, phôi con này là phôi carbon nha. Carbon sóng vân của dòng Shimano này. À, tình trạng thế này nha. Còn đẹp này. Còn đẹp như này. Có thể là mình có việc cô đơn cô đài cũng được nha. Cô đơn cô đài cũng được. Mình thích câu cần tay á thì mình lắp luôn cái đầu cần vào đây, mình câu được thôi. Buộc thẻ vào đây câu nha. Khỏi cần phải lắp đầu kia. Rồi có đài 5m2, độ cứng 1.5 của dòng C, Apeto, hàng Indo xuất Nhật. Trọng lượng 200g, ngọn 2.8 ly, mã số 4, giá con này là 750.000. Tình trạng còn đẹp nha. Mã số 5 sẽ có mình con cần dây trong luôn. Con này cần dây trong 2 khúc. Thời gian này mình về liên khoen nha, liên khoen cầu lưu, cầu ngâm, lăng xê cũng được này. Đây cần 2 khúc nha. Con này thông số nó bị mờ rồi, cần 2 khúc carbon. Độ dài con này cho mình là 2m7 như này. 2m7 những dòng thì của dòng Shimano Suzumi nha. Đây khoen full shift này, phải thông số. Độ dài con này là 2m7, ngọn của nó là ngọn 2.6 ly. Con này độ cứng tầm khoảng 50, tính theo cần 2 khúc, cầu ngâm lăng xê. Con này thì mình về có thể là đánh dây trong hoặc anh em có thể liên khoen nha. Liên khoen cầu lưu, cầu ngâm đều được cho mình này. Tay cầm bằng cán mút, phát là phát Fuji DPS luôn. À, tình trạng thì sau này có một cái loại xứ cho mình nha, để chạy dây trong á khỏi bị đứt này. Đây 2m7 cứng 50, ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2.6 ly, trọng lượng 290g, mã số 5, giá 500.000 nha. 500 ạ. Rồi tiếp theo mã số 6 sẽ có cho mình con cần lục dây trong. Đây con cần dây trong cần lục như này, cần lục cho mình đánh là lục này, gần bờ. Cần lục dây trong có dòng này có lục hạng đầy qua. Đây thông số như sau. Cần này có dòng đầy qua như này, đầy qua. Độ dài con này là 4m25, độ cứng 27, tầm khoảng vào DX nha. Hàng nội địa Nhật Bản, Made in Japan. Đây, Made in Japan đầy đủ nha, mà có tem vàng đầy đủ này. 4m25, 27. Đầy qua nha, con này cần lục dây trong như này. Đánh dây trong rất là tốt. Đây, tình trạng còn đẹp nha, có một cái dây buộc cho mình luôn. Rồi pad con này là pad Fuji, đầy qua chính hãng nha. Đây, pad đời cao này. Khoen đề ba con này là khoen full shift, con này ngọn cần thêm ngọn lớn. Ngọn của con này em đo cho mình là ngọn 3.5 ly, hỗ trợ cái đầu bu full shift luôn. Chạy dây trong cho mình nha. Này, phôi carbon xoắn vân này, đóng semi chống nổi cho mình luôn. Đây, con này còn đẹp nha. Thằng này có một cái lóng zoom này. Đây, cái lóng zoom nha, lắc cái ra ngoài đây luôn. Đầy đủ nha. Con này 4m25 thì nó zoom tầm khoảng vào 3m mấy nha, 3m3 cho mình á. Đây khoen đây ba, con này khoen xích. Độ cứng con này tính theo cần lục, nó cứng tầm khoảng vào DX cho này, 27 DX. Đánh lục tầm khoảng vào 30m đổ lại là vừa. Đánh lục độ cần dây trong. Đây qua. Hàng nội địa Nhật nha, cần xúc 4m25, cứng 27. Con này trọng lượng của cần là 430g, ngọn 3.5 ly, mã số 6, giá con này là 1.600.000 nha này, 1.600.000 ạ. Mã số 7 thì có cho mình con cần lưu 2 khúc máy đứng. Đây, cần lưu khúc máy đứng, con này dòng Mỹ nha này. Đây, dòng pen cho mình này. Cần lưu máy đứng 2 khúc của dòng pen. Pen này dòng Mỹ nha này. Con này có độ dài của cần là 2m1 nha này. Em nhầm, độ dài con này là 2m1. Độ cứng có là tầm khoảng vào 10H đến H nha. Thông số tải mồi cho mình là từ 1 đến 1/2 OZ. Nó rơi cho mình tầm khoảng 450g á, tại cá là mát tầm khoảng 17 LP này, tầm khoảng 8kg cá nha. 8-9kg cá được. Khoen đề ba con này là khoen Fuji, khoen 40. Đây khoen đề ba con này khoen 40 nha, khoen lớn. Anh em mà ra mồi rất là dễ. Con này ngọn thì lớn, em đo cho mình là ngọn này ngọn 3.5 ly. Con này độ cứng nó rơi cho mình tầm khoảng vào MH nha. Con này khoen thứ hai của nó là khoen Fuji 30. Trong khoen rất là lớn, anh em mà ra mồi dễ này, đánh bạo lực nha, phôi dày. Tại cá tốt, những dòng thì đánh tra đánh chim vẫn được cho mình. Đây có tem đầy đủ nha, dòng pen thì đa số là hàng Mỹ cho mình hết. Khoen Fuji 68 này. Đây tổng trọng thể như thế này. Con này thì phôi dày, trọng lượng là 340g, ngọn 3.6 ly, mã số 7, giá con này là 1.200.000. 1.200.000. Cần lưu máy đứng của dòng pen nha, dòng Mỹ cho mình ạ. Rồi tiếp theo sẽ có cho mình con cần lưu luôn. Con này thì cần lưu cắm gốc như này. Cắm gốc của dòng đây qua. Đây, rất đẹp này, thông số như sau. Con này cần lưu cắm gốc của dòng đây qua. Em cho mình xem thông số trước nha. Con này có dòng là Fasit Phantom. Con này có độ dài cũng cần là 2m4, độ cứng ML. Độ cứng ML, nhưng mà con này cắm gốc thì dạng nó cứng tầm khoảng độ cứng H nha, MH cho mình.
Thông số tải cho mình như sau: tải mồi từ 7 đến 40g, tải cá từ 8 đến 20lp, cá tầm khoảng 10kg rất được nha. Hàng tay quan xuất Nhật có mã code này và tem vàng đầy đủ. Có là tất cả dàn khoen của nó đều là dàn khoen full xích nha, full xích 3 chân cái này. Tình trạng thì còn mới và đẹp hết. Đây, hỗ trợ đồ bù full xích luôn. Tất cả dàn khoen là khoen full xích nha này. Đã thích hợp những cái này mà nha. Đánh trà, đánh chim hay là con lua này, lua lóc, lục bình, câu xích, câu biển đều được nha. Thì những cái con này thì em sẽ hỗ trợ cho mình. À, cái này nó hỗ trợ đo ngọn cho mình nha, ngọn và gốc cho anh em mình là dễ đây. Còn trong gốc này thì nó sẽ phức tạp một xíu. Rồi con này thu gọn cái phần ngọn của nó là 1m83 như này, 1m83 cho mình này. Đây, khoen full xích đây nha. Còn cái gốc, con này là cắm gốc. Gốc con này là tầm khoảng vật 69cm á, chỉ được 70. Rồi tay cầm thì bằng cán mút, bát là bát vặn đây qua chính hãng luôn. Còn rất đẹp nha, phần xích phần tom. Những cái dòng này thì còn rất là trên này. Cắm gốc thì những cái dòng cắm gốc á, đến lưu nó tốt hơn là cái dòng 2-3 khúc nha. Đều hơi bất tiện một xíu thôi. Khi ngọn 1,8 nó cũng gần bằng khi mà cần một khúc rồi. Trọng lượng 270g, ngọn 2.2 ly, mã số 8, giá 2.2 triệu. 2.200.000 nha. Rồi tiếp theo thì sẽ có một con cần tay để báo rõ tình trạng cho mình này. Anh em về chơi giá rẻ thôi. Con cần tay con này thì độ dài cần là 7.2 nha anh em. Thì em sẽ báo rõ tình trạng con này nha. Con này thì nó cái lóng gốc của nó bị dập nha. Bị dập ở đây một xíu này. Đây nó bị dập đây một xíu thôi. Đây nha anh em, dập một xíu. Thì lóng thứ hai cũng bị dập nè. Nói chung là cái này thì anh em về đánh được nha, xử lý được thì em sẽ để mình giá rẻ thôi. Đây này mày này, cái lóng thứ gốc, lóng thứ hai trong này thì nó bị lóng ngoài á thì dập một xíu, còn lóng ở trong này thì nó có đường nứt thôi. Nó có cái đường nứt nha. Đây cái đường nứt, nó không bị dập, nó có cái đường nứt. Thì con này thì em sẽ để cho mình là giá rẻ này. Thì anh em về á thì mình thích thì mình tháo cái lóng gốc này ra, hai cái lóng gốc này ra mình bỏ đi. Mình lấy ngang lên thôi. Là 4,5m nha. Em đo chuẩn là 4,5m. Con này ngọn lớn nha, ngọn là 2 ly, 4,5m, độ cứng tầm khoảng bằng 5H nha anh em. 4-5H cho mình, mà trong cần cứng. Đây, còn rất đẹp nè. Thì mình có thể thích á thì em sẽ bán cái này anh em về nha. Về thì mình có thể là lắp kia vào thôi. Đây, mình bỏ hai cái lóng gốc ngoài đi. Mình lấy cái lóng trong vào thôi này. Đây, mình lấy từ lóng thứ ba bỏ hai lóng vào nha. Lại qua 4,5m nha, chuẩn 4,5m luôn. Lấy cái lóng vào lên. Là cứng tầm khoảng 4-5H. Còn anh em thích thì về để đánh vẫn được nha. 7,2 mình đánh được này. 7,2 con đánh cứng tầm khoảng 5-6H nha. Rất là cứng. Phôi dày. Thì con này thì nó bị dập hai lóng ngoài nhưng cái lóng gốc á thì nó bị dập. Bóp thì nó có ngay cọc kẹt chứ còn cái lóng thứ hai thì không bị gì nha. Phôi rất là dày này. Phôi rất là dày. Thì con này thì em cân tổng trọng lượng của nó thì cả gốc cả hết luôn. Cho nên anh em mà thích thì mình lấy 4,5 mình đánh thôi, hoặc mình bỏ lóng gốc thì cũng được. Là con này là 390g, ngọn con này là ngọn 2 ly, mã số 9. Đến giá thì mình là 700 nha này, 700.000. Đây cái lóng gốc này thì bóp thì nó có cọc kẹt một xíu này. Chỗ này nứt thôi, còn cái lóng thứ hai trong này thì không bị dập nha. Như là cả như bị đường nứt thôi. Đây 7,2. Thích về mình lấy 4,5 cũng được nha. Giá 700. Rồi mã số 10 thì em sẽ có cho mình con cần tay của dòng Dia Plus. Con này hàng tuyển nha này. Đây, hàng hệ cho mình này. Cần tay sang hàng này. Con này sẽ đi kèm cho mình một cái nắp chụp nha. Một cái nắp chụp này. Và một cái bao vải màu đỏ kèm cho mình. Đây, khỏi xây xước cần nha. Thì con này thì em sẽ cho mình xem phôi con này luôn, rất là đẹp. Cần tay dòng NFT nè. NFT 8x1 nha. Cho mình xem tất cả các lóng luôn. Con này phôi là phôi kim cương nha. Dòng Dia Plus phôi kim cương. Dòng này thì nó cứng nha, nó cứng tầm khoảng vào 6H nha, tầm khoảng 6-7H, cần ra thẳng đến sân hàng được nè. Rồi, con này thì tất cả các lóng của nó đều là phôi carbon xoắn này, hay da phôi kim cương hết nè, ngọn xin nó cần. Cái ngọn của nó thì nó, đây cái chỗ này thắt á, thì giờ tháo ra mới rút cái ngọn này nha, làm đẹp gì luôn, cũng được nha, cho mình xem cái ngọn trước. Con này phôi cần là phôi carbon xoắn hay da từ gốc đến ngọn cho mình nè, đây, cái ngọn cần nha, carbon xoắn hay da từ gốc đến ngọn xin cho cần luôn. Nguyên bản nguyên zin không hao hụt miếng nào nha, 8x1. Cần ra thẳng độ cứng rơi cho mình tầm khoảng vào cứng như này. Tầm khoảng 6-7H cho mình á. Đây, xem mặt lóng nó lại. Con đi kèm cho mình là 7 lóng này, đi kèm cho mình là 7 lóng này. Xong Dia Plus cũng dòng thì nội địa Nhật hết, xong không có xuất này. NFT. Đây, Dia Plus xong mà NFT con này 8x1 nha. Mốt sân hàng được này. Đây phôi rất đẹp nha, carbon xoắn kim cương. Nó sẽ đi kèm một cái bao vải nắp chụp đầy đủ cho mình nha. Còn rất đẹp cho mình ạ. Phôi tương đối dày ạ. Này phôi tương đối dày cho mình nha. Con này 8x1 cứng tầm khoảng 6-7H. Con này nhẹ thôi. Phôi của nó thì trọng lượng của nó là 310g. Ngọn 1.4 ly mã số 10. Giá con này là 2.600.000 nha. 2.600.000 ạ. Đây rất là đẹp nha. Rồi thì em sẽ gửi kèm nắp chụp bao vải cho mình luôn. 2.600.000.
81. Rồi tiếp theo thì em sẽ có cho mình con cần lục nha, mã số 11, lục đánh lục đồ cần này. Cần lục mã số 11 là cái cần lục carbon, con này có độ dài cần là 36. Đây, con này thông số là 303g. Đi kèm 4 lóng nha, độ dài 36. Khoen pack con này là khoen pack Fuji, loại xi đá xám, đặc khoen còn đẹp này. Con này hàng của mình là hàng Korea xuất Nhật nha, nó sẽ có tem lửa cho mình. Pack là pack Fuji F7, tình trạng như thế này. Con này thích là bằng công ngâm cô đơn này, đánh lục đồ cần đều được. Con này ngọn của cần thì em đo cho mình là ngọn 2.6 ly, độ cứng tầm khoảng vào 25, độ dài cần là 36, đi kèm 1 này, hai khuyên chạy nha. Này, phơi còn ok này, carbon xoắn vân hết toàn thân. Này, những cái dòng đánh cá lớn nha, đánh cá lăn là được này, đánh cá lớn tầm khoảng 10 mấy ký đánh được cho mình ạ. Những dòng gần lục, dạng gần lục rất là tốt, phơi dày. 36, con này trọng lượng của nó là 330g thôi, ngọn 2.6 ly, mã số là mã số 11, giá 650. 650.000 ạ. Mã số 12 thì có cho mình một con cần lục nha, cần lục có dòng đầy qua. Đây, cũng có dòng đầy qua nha em. Con này có độ dài của cần là 4,5 m, độ cứng là 25, của dòng Marine Soup, của dòng đầy qua, hàng Korea xuất thị trường Nhật, có mã code này, tem vàng đầy đủ nha. Đây, đầy qua. Bác con này là bác Fuji F7. Tình trạng như thế này còn đẹp nha, dàn khoen là dàn khoen Fuji. Loại xi đá xám hết, tình trạng còn đẹp này. Khoen ở giữa này là có nước chân ở đây thôi. Đây, còn lại thì ok nha. Con này thì em đo được cho mình là ngọn của nó là ngọn 2.6 ly, độ cứng 25, tầm khoảng 1 EX. Thử cho mình đánh lục nha, đánh lục gần bờ, đánh đầu cần thôi. Đây. Anh em mà đánh xa thì lấy cứng còn là tầm khoảng 3 khúc nha, hoặc cứng hơn cho mình. Con này phơi rất là đẹp nha. Con này hầu như không có xây xước gì lắm ạ. Cú dòng đầy qua. Khoen pack con này là khoen pack Fuji hết. Đây, khoen pack Fuji nha. Pack Fuji. Hàng con này là hàng Korea xuất thị trường Nhật, tình trạng còn mới trên 95%. Đánh lục đầu cần. 4,5 m, cứng 25, EX, tầm độ dài trọng lượng con này là 400g, ngọn 2.6, mã số 12. Giá con này là 1 triệu ạ. Mã số 13 thì em sẽ có cho mình con cần, con này thích là mình đánh lục nha. Đánh kiểu đánh con này dạng là ISO biển, đánh bao tiêu, đánh biển cho mình này. Rồi con này có dòng đai qua như này. Dòng đai qua Horror Lock này. Thông số như sau, độ dài con này là 36, độ cứng 120, rất là cứng nha. Con này đi kèm cho mình cái lắp chụp zin này. Và dàn khoen con này là dạng khoen là Fuji biển nha. Chân luồn, cái khoen này cực kỳ chắc chắn nha. Đây. Phơi của nó là phơi carbon xoắn hay da hết. Trẻ có hơi cũ cho mình xíu thôi. Con này hàng của mình là hàng Taiwan xuất Nhật, có tem vàng và mã code đầy đủ nha. Đây, tay cầm cán mút bát vặn Fuji DPS. Sau này thì bên Nhật người ta đổi cho mình một cái gì làm bục bảo hiểm thôi. Rồi con này em cho mình xem ngọn của nó thì là ngọn 2.6 ly nha, đầu bu full xích chống xoắn này. Những dòng thì sẽ có định vị nha, đây nó sẽ có định vị này, định vị lóng như này, định vị khoen nha. Đây, chỗ định vị như này, đây, chỗ định vị khoen nha. Con này trừ lóng ngọn ra, còn các lóng của nó đều là phơi carbon xoắn hay da này, ít toàn thân nha. Đây, rất đẹp, con này rất là cứng, thích hợp cho mình đánh ba tiêu, săn hàng, đánh tra, đánh chim, đánh cá lăng nào được này. Đây, rất là cứng nha. Rồi dàn khoen của nó đều là dàn khoen chân luồn như này, khoen chân luồn, khoen biển như mình hết. Đây, tình trạng thế này nha, hơi cũ cho mình thôi. Con này thì trọng lượng của cần em cân được cho mình là 540g, còn 2.6 ly, mã số 13, giá con này là 1.8 triệu. Cho mình là giá 1.8 triệu như này, 1.800.000. Mã số 14 thì sẽ có một con cần lục 3 khúc, con này chuyên dụng cho đánh lục xa bờ này, tầm khoảng 4 m như này. Đây, cần lục 3 khúc, con này cứng nha, nó cứng tầm khoảng 33 đối với cần rút ạ. Cần lục 3 khúc, cần này có độ dài cần là 4,2 m, độ cứng 30, cần này có hãng là Alpha Tactical nha, hàng Korea. Đây, hàng Korea này. Còn đầy đủ nha em. Dàn khoen con này là dàn khoen full xích 3 chân hết. Đây, 3 chân dạng khoen lồng sống như này, khoen full xích hết. Đây, khoen con này khoen đề bao của nó khoen 20. Pad con này là pad Fuji Stylus LF7. Thì những chỗ này thì không bị gì nè, bên Nhật người ta đổ vào cho cầm chắc ăn thôi này. Này, cầm chắc tay. Con này thì ngọn, cần này ngọn rất là lớn. Ngọn con này thì em đo cho mình là ngọn 4.3 ly như này. Con này ngọn cần em đo cho mình là 4.3 ly, đóng semi chống nổ đầy đủ nha. Này, đóng semi chống nổ nó chỉ xíu này, xíu cái ngọn thì nó ngắn hơn một xíu nha, tầm khoảng hơn một cm thôi, hơn một cm cho mình thôi. Tất cả dàn khoen con này là khoen full xích, khoen nằm sống hết, đi kèm cho mình là một cái đầu bu và 1, 2, 3, 4, 5, 6 khoen nha. Đây, 6 khoen xích cho mình. Con này cứng tầm khoảng 33 đối với cần rút nha, rất là cứng. Thôi được, anh em mình sân hàng đánh lục xa bờ tầm khoảng 4 m độ lại này, vừa nha. Cứng tầm khoảng CS cần 3 khúc, nó bằng tầm khoảng vào 33 cần rút nha. Tất cả dàn khoen là khoen full xích hết. Đây, khoen full xích 3 chân nha. Khoen zin tao cần, những chỗ này thì nó chỉ quấn chỉ cầm chắc tay thôi, không dập không bể cho em. Hàng em kiểm tra ok hết rồi.
ngọn lớn, ngọn con này là 4.3 ly, trọng lượng con này là 530g, phôi dày mã số 10, giá con này là mã số 14 nha, mã số 14 giá là 2.200.000. Cần lộc 3 khúc của dòng Alpha Tactical 4m2 cứng 30, rất là cứng nha, 2.200.000 cho mình thôi ạ. Rồi mã số 15 thì em sẽ bắt cho mình con cần một khúc, con này một khúc thôi, là mình câu bè này, câu bè nha, cần một khúc đây, cần một khúc. Cái này thì độ dài cũng cần là 1m3 nha em, độ dài con này là 1m3, hàng Nhật bãi, tay cầm được cuốn chỉ này và có dây buộc bảo hiểm luôn. Bái con này là bass Fuji F6, 1m3 đủ cho mình nha, không hụt nha. Dàn khoen là dàn khoen Fuji xứ xám này, đây khoen tức là khoen Fuji hết, hỗ trợ cái đầu bu full xích này. Cái này ngọn của nó là ngọn 1.5 ly, độ cứng mà tính theo cần Ikeda thì nó cũng tấm cứng nha, cũng vừa vừa này. Thế là bên này mình câu tôm, câu bè mà cũng ngắn thôi, một khúc 1m3 nha, rất là gọn cho mình luôn. Đây cũng vừa nha, tức là không cứng không mềm lắm, tất cả là khoen Fuji xứ xám hết. Đây khoen Fuji xám nha, tình trạng thế này. Con này trọng lượng của cần là 100g, ngọn 1.5 ly, mã số 15, giá có là 500.000 nha, một khúc 1m3, câu bè nha em. Rồi mã số 16 sẽ có cho mình con cần 2 khúc của dòng C, con này chuyên dụng công ngâm lan C. Cần 2 khúc, cần này có độ dài cần là 2m4, độ cứng 50, con này hàng China xuất thị trường Nhật này, có mã code và tem vàng đầy đủ của hãng Shimano nha. Cứng 50 thì cũng dạng vừa thôi. Ngọn có thể thêm đo cho mình là ngọn 2 ly, tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji, lọ xí đá đen hết này. Đặc biệt bắt đầu phép Fuji hết. Tình trạng thế này, nước sơn đỏ nâu nha. Tay cầm thì bằng cán mút, bắt cái này bắt vặn Fuji Shimano chính hãng luôn. Tay cầm cán mút, những dòng mình thích hợp cho anh em mình á. Câu ngâm lan C, ngâm lan C nha, đánh chép rồi này. Đây còn rất là đẹp, 50 thì cũng dạng vừa thôi, không cứng không mềm lắm. Ngọn 2 ly, tình trạng còn mới, trọng lượng con này là 190g, mã số 16, giá con này là 1 triệu như này. Con này là 1 triệu cho mình ạ. Rồi mã số 17 sẽ có cho mình con cần lưu nha, con này là cần lưu 2 khúc máy đứng này. Đây cần lưu 2 khúc máy đứng, con này nội địa Nhật rất đẹp như này. Cần lưu 2 khúc máy đứng, con này có độ dài của cần là 3m nha, độ dài con này là 3m, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng M. Thông số tải mồi cho mình là 7-28g, tải cá tầm khoảng 10-16 lp, nó sẽ có cái mã code cho mình nha. Đây 3m. Tay cầm con này thì bằng cán gỗ nha, cán bần, bắt là bắt vặn Fuji. Dàn khoen con này là dàn khoen full xích như này. Đây dàn khoen full xích hết. Tình trạng thế này nha, 3m. Thích hợp anh em mình lưu nha, lưu lock, lưu lock lục bình đó, bạo lực cũng được này. Tất cả con này là dàn khoen full xích hết ạ. Có đây ngọn của cần thì em đo cho mình là ngọn 2.2 ly, độ cứng con này tính cần lưu cần tấm khoảng M, tải mồi mắt 28g, đánh nhớ hơi nhớ thật đều được này. Nước sơn màu đen. Đây tình trạng thế này nha, của dòng BG, hàng nội địa Nhật cho mình 3m, tải mồi 28g. Tất cả dàn khoen đều là dàn khoen full xích nha, dàn khoen con này là dàn khoen full xích hết. Tay cầm thì bằng cán gỗ này. Rồi cần lưu 3m, con này trọng lượng của nó là 240g thôi, rất là nhẹ nha, mã số 217, giá con này là 1.200.000, 1.200.000 cho mình ạ. Rồi tiếp tục mã số 18, sẽ có cần 2 khúc, con này chuyên dụng ngâm lan C mà nha, đánh chép này. Cần 2 khúc, cần này của hãng là Navi nha em, Navigator, những dòng từ nội địa Nhật hết này. Độ dài con này là 2m4, hàng nội địa Nhật tem vàng đầy đủ. Tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji đỏ xí đá xám, hỗ trợ cái đầu bu full xích chống sắn. Có này ngọn cần thì em đo cho mình là ngọn 2 ly thôi, độ cứng con này cũng đo cho mình tầm khoảng 50 nha, 50-60. À, tình trạng thì còn mới cứng này, nước sơn màu trắng như này, trắng vàng. Tay cầm bằng cán mút, bắt là bắt vặn Fuji DPS 20 nha, có buộc chịu hiểm đầy đủ này. Tình trạng này còn nguyên bản nguyên zin, đánh chép cùng ngầm lăng xe được này. Navigator 2m4, độ cứng tầm khoảng vào 5-60 cho mình, tình trạng rất là mới. Con này trọng lượng của nó là 300g, ngọn 2 ly, mã số 18, giá cần là 1 triệu như này, 1 triệu cho mình nha, Navigator 24. Mã số 19 sẽ có một con 2 khúc, con này thì độ cứng cao, chuyên dụng đánh ngâm lăn xe như này. Con này 2 khúc, độ dài 24, độ cứng 50, con này chất liệu của nó là graphit nha. Đây, chất liệu của nó là graphit, đây thì em lộn một cây phíp nha. Rồi con này thì độ cứng 24, độ dài 24, độ cứng 50, hàng Nhật bãi, dàn khoen Fuji hết. Tay cầm cán mút và bát là bát vạn Fuji DPS, còn để cho mình giá rẻ thôi nha. Đây tình trạng như thế này, còn mới và đẹp, nước sơn màu đen. Con này ngọn của nó thêm đo cho mình là ngọn 2.5 ly, ngọn 2.5 ly, độ cứng 50, khoen bát Fuji hết. Con này trọng lượng của nó là 260g, mã số là mã số 19, giá con này em để cho mình là 550 nha, 550.000. Mã số 20 nha, thì em có cho mình cũng cần 3 khúc, con này 3 khúc 3 ngọn nha, rất là tiện nè. Thật cho nên này mình đánh ngâm lan xe, đánh chép, đánh bạo lực, đánh trà, đánh chim đều được này. Con này có dòng là Spiderlic như này, độ dài cần là 2m4, những cái dòng trong nội địa Nhật hết nè.
tem đầy đủ này. Những dòng thì ngọn của nó là ngọn đặc, ngọn tháp hết. Thì thông số gần như sau. Có này đi kèm cho mình là 2 khúc và 3 ngọn. Một ngọn là cứng từ 30 đến 50, một ngọn cứng từ 50 đến 80, một ngọn cứng 80 đến 120. Tức là một ngọn bạo, ngọn cảm giác, một ngọn vừa, một ngọn bạo lực nha, đánh trả đến chìm được này. Tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji hết rồi. Đây, dàn khoen Fuji nha. Thì cái dòng này thì ba ngọn khác với ba cần rồi. Đây. Ba ngọn đều là ngọn đặc nha, ngọn tháp hết. Một ngọn là 1.6 ly, một ngọn là 2 ly, còn một ngọn còn lại là 2.4 ly. 2.4 ly cho mình. Đây khoen Pat Fuji Shit nha. Đây, tình trạng còn mới và đẹp này. Đây, ok nha này. Đây nó buộc cho mình cái dây nè, buộc bảo hiểm thôi. Thích em để vậy cho mình cũng được. Rồi con này ba ngọn thì anh đo cân cho mình là một cúc, một ngọn của nó là 300g, mã số 20, giá con này là 1.2, 1.200.000 2 mét tươi nha. Rồi thì con 20, con 19 này, qua là con 19 nha, con này chất lượng graphite. Thì con này em để cho mình giá rẻ nha. Và anh lấy con này anh lấy con này để cho mình 400 nha. 400.000 này, 2 mét tươi có 50. Khoảng pass Fuji hết chất lượng graphite 400. Rồi tiếp theo mã số 21. Sẽ có cho mình con cần 2 khúc, con này rất cứng này. Chuyên dụng đánh tra đánh chim cho mình được nha. Đây, cần 2 khúc. Cần 2 khúc, cần này có dòng là Powercom của hàng Alpha Tactical nha. Alpha Tactical, độ dài là 2m4, độ cứng 80. Con này hàng của mình là hàng Korea. Đây, hàng Korea, tất cả dàn khoen con này là dàn khoen Fuji, khoen lá nha nè. 2m4, độ cứng 80 thì cũng dàn cứng, đánh tra đánh chim được. Ngọn thì em đo cho mình là ngọn 2.6 ly, hỗ trợ đồ bu Fuji nè, đóng semi chống nổ. Đây, dàn khoen Fuji nha, dàn khoen Fuji hết, khoen lá hết ạ. Tay cầm bằng cán mút, bát là bát vạn Fuji Alpha Tactical chính hãng nha. Phôi con này là phôi carbon, sau này là carbon xoắn này, dạng vậy cá caro nha. Tình trạng con này còn rất là mới và đẹp, độ cứng cao, đánh tra đánh chim đánh cá lớn được này, cứng 80 nha, 2m4, Alpha Tactical khoen lá. Con này trọng lượng của cần là 320g, ngọn 2.8 ly, mã số 21, giá con này là 1.2, 1.200.000. Mã số 22, có mình còn cần 2-3 khúc, con này cũng chuyên dụng ngâm lan xe, đánh chép cho mình luôn. Cần 3 khúc, cần này có độ dài cần là 3m3, độ cứng 50, của dòng carbon rod, những dòng thì nội địa cho mình nha, có tem đầy đủ này. Con này ngọn của nó thì đo cho mình là ngọn lớn, ngọn của nó là ngọn là 3.4 ly, độ cứng là độ cứng 50. Đây, đóng semi chống nổ này, tất cả dàn khoen đều là dàn khoen Fuji nha, lõi xí đá đen. Đây, tình trạng như thế này. Tay cầm thì bằng cán mút nha, bát con này bát vặn Fuji F22. Con này thì có buộc dây bảo hiểm luôn. Này, còn rất đẹp nha. Tình trạng ở đây thì mất miếng cao su thôi, chứ không ảnh hưởng gì. Tình trạng như thế này. Bát 3 độ cứng 50, còn rất là mới và đẹp. Ngọn 3.4 ly, trọng lượng 360g, mã số 22, giá con này là 900. 900.000 ạ. À. Còn rất mới nha này. Mã số 23 sẽ có cho mình con cần 2 khúc. Con này cũng chuyên dụng ngâm lan xe đến chép này. Chuẩn có dòng Daiwa. Daiwa khúc nha. Con này còn mới này. Đây dòng Daiwa Horolock, phôi là phôi carbon xoắn hai giá này. Con này có độ dài cần là 2m4, độ cứng 30, của dòng Powermet nha. Hàng nội địa Nhật này. Con này còn rất là mới. Phôi là phôi carbon xoắn hai da từ gốc đến ngọn luôn. Con này độ cứng 30 thì cũng dạng vừa thôi, ngọn là ngọn 2.2 ly. Hỗ trợ đồ bu Fuji chống xoắn, còn tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji lõi xứ đá xám. Đây tình trạng còn mới nha. 24 cứng 30 rất là mới và đẹp ạ. À. 30 thì dạng vừa, tay cầm cán mút này, bắt vặn đây qua chính hãng luôn. Đây, đây qua chính hãng cho mình nha. Bắt vặn này, Fuji. Đây qua. Gốc của nó còn mới này. Đây qua nha em. Con này trọng lượng là 290g, ngọn 2.2 ly, mã số 23, giá con này là 900 nha. Con này 900 ạ. Rồi cuối cùng mã số 24, có một con cần 2 khúc, con này chuyên dụng đánh tra đánh chim đánh cá lớn. Đánh câu bè, câu thuyền đều được nha. Cần 2 khúc có dòng Daiwa này, dòng Daiwa Horolock. Cần này có dòng là Sea Power, độ dài 2m7, độ cứng 120, tất cả dàn khoen đều là dàn khoen Fuji biển nha. Đây Fuji biển ba chân cực kỳ chắc chắn. Con này hàng của mình là hàng Korea xuất thị trường Nhật, nó sẽ có cái mã code tem vàng đầy đủ này. Ngọn con này thì ngọn lớn. Ngọn của cần em đo cho mình là ngọn 3.5 ly, hỗ trợ cho mình cái double full shift này, ba chân full biển nha, cực kỳ chắc chắn luôn. Đóng semi chống nổ này. Đây tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji nha, dàn khoen biển này. Ba chân cực kỳ chắc chắn. Tình trạng thì có hơi cũ thôi, tay cầm bằng cán mút. Bát là bát vặn Fuji, đây qua chính hãng luôn. Đây tổng trọng thể như thế này. Cái này thì anh em về vệ sinh là sạch thôi nha, tất cả dàn khoen biển nha mình ạ. Cứng 120 rất là cứng nha, những dòng này tải chì tốt này, 200-300g đều được. Con này trọng lượng là 420g, ngọn 3.5 ly, mã số 24, giá con này là 2 triệu nha. Gần là 2 triệu cho mình ạ. Rồi, tổng thể là em có cho mình là 24 mẫu cần. Anh em ấn mẫu nào nha, comment mã số cộng số điện thoại thì em hỗ trợ cho mình tốt hơn qua phần Zalo nha. À, rồi, anh em xem video cho mình đăng ký bật thông báo để em lên video tiếp theo á, anh em nhận thông báo sớm. Mình và mình tham khảo những mẫu cần ở máy bên em liên tục nha. Cập nhật hàng về cho mình mới ạ.
Rồi, chào tất cả anh em nha. Hẹn gặp anh em video lần sau ạ. Chúc tất cả anh em có một ngày đi câu cá vui vẻ nha. Có nhiều sức khỏe này. Có một ngày tốt lành ạ.